Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá sầu riêng cập nhật ngày 3 tháng 6, 2024, giá có giảm nhẹ. Tại khu vực miền Tây, mức xăng kinh và Black Thorn dao động từ 105-110. Sáu hũ giá 70-75 ngàn, chuồng bò 70-75 ngàn. Ri 6 hàng đẹp 58-62 ngàn. Ri 6 mua xô từ 48-52 ngàn. Sầu thái hàng đẹp 85-90 ngàn đồng. Sầu thái mua xô giá 78-83 ngàn đồng. Tại khu vực miền Đông, ri 6 hàng đẹp giá 58-62 ngàn. Ri 6 mua xô là 48-52 ngàn. Sầu thái hàng đẹp 85-90 ngàn đồng. Sầu thái mua xô 78-83 ngàn đồng. Tại khu vực Tây Nguyên, ri 6 hàng đẹp 58-62 ngàn. Ri 6 mua xô 48-52. Sầu thái hàng đẹp 85-90 ngàn đồng. Sầu thái mua xô là 78-83 ngàn. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.